chúng ta thật sự không còn cơ hội bên nhau nữa đúng không anh? Tại sao tim lại đau tới như vậy? Chia tay không phải là điều mày muốn hay sao? Tại sao mày không thể quên đi hình bóng của cô ấy? Cô ấy là con gái của kẻ thù mày mà Nam. Em xin lỗi anh. Nếu chúng ta không phải là con của kẻ thù thì tốt biết mấy. Chị Yến, chị đi làm lại rồi hả? Mấy bữa chị nghỉ em lo lắm á. Chị không sao, cảm ơn tấm lòng của em nha. Chuyện em và Nam yêu nhau, chị không có buồn đâu. Em cứ yên tâm ha. Em nghĩ là anh Nam rất hợp với chị. Chị đến với anh Nam đi. Em nghĩ em nói như vậy là chị sẽ đến với Nam sao? Em không có ý đó. Thực ra em... Sau này á, chị không muốn tiếp xúc với em nữa. Em cũng đừng có giả vờ như là em thân thiết với chị lắm vậy. Đừng bao giờ em nói ra những điều như là nhường Nam cho chị. Vì Nam không phải là món hàng. Em hãy biết trân trọng Nam. Thì tôi có lý do. Chuyện của thằng Nam làm cho Yến buồn đến vậy sao? Rồi Yến cứ vậy hoài hả? Tôi nghĩ thông suốt rồi. Sau này sẽ không vì chuyện đó mà buồn nữa. Mai tôi sẽ đi làm đàng hoàng. Thiệt không? Nè, có vẻ như thằng Đăng đang có tình cảm với con Yến. Nhưng lúc nãy con nhìn thấy Yến và Quỳnh đang cãi nhau. Hai người đang trở mặt vì thằng Nam. Mối tình này thú vị đó. Thằng Đăng mà dướng vào tình ái thì càng lộ ra yếu điểm để mình khai thác. Cậu nghĩ thử làm cách nào đó khiến con Yến thích thằng Đăng được không? Dạ chuyện này... Dạ được rồi, con sẽ tìm cách. Còn nữa, cậu cứ gây khó dễ với thằng Nam cho thằng Đăng thấy. Làm vậy sẽ khiến nó hài lòng và chấp nhận rời khỏi công ty. Dạ. Vì cuộc đời là niềm tin khát khao, vì cuộc đời có...